bấm phải chắc luôn. Và xin chúc mừng là chị đã bấm đạt giải khuyến khích trong cuộc thi ngày hôm nay. Và đội có số điểm về tiếp theo là đội 93 với số điểm 595 điểm. Chúc mừng chị 93. Và còn lại hai đội 921 và 922. Thế mời các bạn đi đặt số điểm của đội 922. Bây giờ mời bốn